Đây là hóa đơn mua vào số 542 ngày 14 tháng 1 với chi phí sửa chữa xe. Tổng chi phí là 2.133.450 đồng. Thanh toán ngay bằng tiền mặt cho nhà cung cấp. Sau đó đằng sau hóa đơn sẽ là chứng từ thanh toán, phiếu chi đi kèm. Với các chi phí sửa chữa xe, chúng ta sẽ phải xác định được đó là xe sử dụng cho bộ phận nào. Với trường hợp xe sử dụng cho bộ phận các luật sư thì chúng ta sẽ phải đưa vào tài khoản 154 để làm tăng chi phí của mảng dịch vụ. Còn ở đây, toàn bộ chi phí sửa chữa này cho xe thuộc bộ phận quản lý, do đó các bạn phải đưa vào tài khoản 642 để làm tăng chi phí quản lý doanh nghiệp. Nghiệp vụ phản ánh nợ cho tài khoản 6422 theo thông tư 133 hoặc 6427 theo thông tư 200. Làm tăng chi phí số tiền là 1.939.500 đồng. Nợ cho tài khoản 1331 phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Và có cho tài khoản 111 làm giảm tiền mặt tại quỹ. Và ngoài ra chứng từ đi kèm thì chúng ta sẽ căn cứ vào bảng báo giá sửa xe mà nhà cung cấp gửi kèm theo hóa đơn bán ra. Trong bảng kê sẽ thể hiện chi tiết từng dịch vụ sửa và công sửa tổng giá trị sẽ phản ánh đúng tổng số tiền trên hóa đơn mua vào số 542. Các bạn sẽ thực hiện hạch toán trên phần mềm như sau. Chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa không qua kho hoặc vào thẳng chứng từ mua dịch vụ, chọn thanh toán ngay bằng tiền mặt và tìm đến thông tin của nhà cung cấp. Nội dung các bạn sẽ ghi chi phí sửa chữa xe, ngày hạch toán, ngày chứng từ căn cứ trên hóa đơn, ngày 14 tháng 1 năm tài chính. Và xuống phần mã dịch vụ, các bạn sẽ chọn đến chi phí mua hàng cho bộ phận quản lý, thì phần mềm sẽ tự động cập nhật tài khoản chi phí 6422, copy phần lý do chi xuống phần tên dịch vụ, kiểm tra lại toàn bộ các tài khoản và điền tổng số tiền phí 1.939.500 đồng. Và sang phần 2 nhỏ thấp thuế, kiểm tra lại phần trăm thuế suất, thuế giá trị gia tăng và số hóa đơn 542 để các bạn điền vào số hóa đơn thể hiện nằm trong phần thấp thuế. Và với tài khoản 6422 thì sẽ không có khoản mục chi phí đi kèm. Kiểm tra lại toàn bộ nội dung và tổng số tiền cuối cùng 2.133.450 đồng. Thực hiện đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ. Phản ánh thực hiện hạch toán hóa đơn chi phí sửa chữa xe cho bộ phận quản lý trên phần mềm kế toán MISA.